xây dựng. Thế về sau thì chọn chính quê hương của ông với cái địa thế đó là hình mao rùa, nó tượng trưng cho thần kim cương, tượng trưng cho cái sự trường tồn vĩnh viễn. Nếu xây nhà ở trên đây thì sự nghiệp của ông sau này sẽ thành, và chúng ta thấy rằng là thành. Sau khi mà ông làm xong thì xin thưa với quý vị là nhà nước ta lấy lại được hòa bình, lập lại được hòa bình, chúng ta sẽ có lại gái không? Có hạn sinh công mà không có báo cho gia đình biết vào năm 2002 làm thị trấn Đồng Văn. Và sau này thì thị trấn Đồng Văn là chuyển về cách đây là 16 cây. Đó thì ông Vương Quỳnh Sơn, con của ông Vương Chính Đức thì có gửi đơn lên chủ tịch nước, ở lên quốc hội của chúng ta, thì cũng rất là may mắn là chúng ta đã có văn bản để trả lại cho con cháu, và đến giờ phút này thì câu chuyện đã là tức là chúng ta đang vào đây với sự quản lý của con cháu chắc của cụ Vương Chính Đức ở đây nhé. Rồi xin mời quý vị chúng ta di chuyển vào bên trong. Tóc cờ đây này. Không là tối về lạnh đấy chị. Quân lính vào trình báo vua thì lúc bấy giờ mới được phép di chuyển vào bên trong rừng. Đây là khu dành cho quân lính và vợ con, người nhà của quân lính ở đây. Đây vợ chồng và trong cái thời kỳ là cụ Vương Chính Đức thì người ta nói cụ là vua của người nghèo. Đó là ngành
dân tộc ấy. Còn bên này là bức ảnh của đại gia đình đây, chúng tôi chung anh chị. Đây ông Vương Chính Đức đây ạ. À. Vâng, ông Vương Chính Đức đây. Vâng, đây là ông vua đây. Cái người ở giữa. Còn đây là ông Vương Chính Chư ạ. Vương Chính Chư là con trai. Đây là bà vợ thứ ba. À, trong ba bà vợ thì có bà vợ thứ ba này là bà Trương Mỹ Thuận, là người Hà Đông của chúng ta. Vâng, và là người mà tay hòm chìa khóa của cụ Vương Chính Đức, được cụ rất là yêu mến giao toàn bộ gia sản cho. Ông có bao nhiêu con vậy? Ông có ba người con, người con trai út thì yếu mạnh mất sớm. Và Vương Chính Chư thì không được có lanh lẹ lắm, chỉ có ông Vương Chính Sình là được cha yêu mến và trao lại cái gia sản. Ông Vương Hùng Sơn, ông bây giờ là ông đang sống ở Hà Nội nhưng mà không có làm ở trong cháu ông Mỹ. Con ơi, rồi xin mời quý vị chúng ta đi vào hậu sinh nào. Con à, đây. Sao kêu không bao giờ giả cả. Và xin chúc cho đoàn mình đã sẽ có một chuyến tham quan rất vui vẻ đối với sinh thiết của mèo, và cũng cho cháu xin phép được tại đây luôn ạ. Vâng. Bầu phương tiện huyền thoại.